Chào tất cả các bạn. Video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phi tâm nha. Hôm trước thì mình có làm cái video về phi tâm như trên TikTok. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mà mình phi. Bây giờ mình bắt đầu luôn nha, không có dài dòng nữa. Đây là tâm mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cầm nhé. Đầu tiên là mình thuận tay phải, nên là các bạn áp dụng cho tay phải nhé. Đây là cái tâm. Các bạn xem mấy cái video mà người ta hướng dẫn là đặt tâm như thế này đúng không? Đặt tâm như thế này, đặt 1 phần 3 với 2 phần 3 đúng không? Đấy, theo mình thì là các bạn đặt trách hẳn về phía đầu này, này, sát phía đầu này. Lúc người ta phi người ta đặt này, người ta che mất cái phần là phải kéo cái đầu tâm này lại này, cho nó nghiêng lại để búng như thế này. Thật ra không phải là người ta che mà trong quá trình người ta phi là người ta kéo luôn cái đầu này lại, cái ngón tay này này, người ta kéo cái này đó. Đấy là cái tâm nó như thế này. Mình đổi bên cho các bạn xem nhé. Đây. Đây các bạn đặt như này, đây là tay phải nhé. Đặt như thế này. Thật ra lúc búng thì hai cái ngón này nó thả ra thế này. Đấy, cầm như thế này này. Và cái ngón này là người ta sẽ kéo đẩy cái tâm nó hơi chéo chéo này này. Cho nên là các bạn búng các bạn đặt luôn như thế này. Này. Các bạn đặt cái tâm sao nó chắc chắn và để búng ra được. Hất ra được cái này này, hất cái tâm ra được cái này. Đừng có đặt sâu vào trong này nhá. Búng. Cái này búng khác hoàn toàn với các bạn búng viên bi nhá. Các bạn đặt này, đặt chéo này. Đấy. Các bạn đặt chéo bên này cũng được. Tuy nhiên đặt chéo bên này thì mình nghĩ là nó cũng ấy thôi, nhưng mà cách mình phi là như thế này, cho nên là mình sẽ hướng dẫn như thế này. Tại vì lát nó có cách đưa tay nữa. Đưa tay với đặt tâm này nó phải đồng đồng đều với nhau, cùng hướng với nhau. Ví dụ như mình đặt như thế này thì lát nữa mình sẽ hất tay xuống phía dưới, còn đặt như thế này thì các bạn sẽ phải hất ngược lên phía trên. Đó. Đó là cái phần đặt tay nhá. Rồi, bây giờ đến cái phần đưa tay nhé. Sau khi mà các bạn đặt được cái tâm lên rồi thì bây giờ các bạn đưa này. Này, các bạn kéo lại, kéo cái bàn tay lại, các bạn đưa, đưa khi nào cái tay gần thẳng, bắt đầu thẳng như thế này nhé, cái gần thẳng đến nơi thì các bạn búng. Đấy, là phải đồng thời. Và khi các bạn đưa đầu tiên là các bạn ngửa bàn tay này, khi bạn đưa đến gần nơi thì úp bàn tay xuống. Đó, các bạn búng làm sao nếu mà nó các bạn lúc các bạn tập á, nếu mà nó đúng hướng á, là nó kêu đúng bụng cái, còn nó kêu bẹt cái là cái tâm nó quay ngang rồi đó. Đó như vậy bụng cái, nhưng mà nó chưa đủ lực cho nên nó không cắm. Đó, cái đó là phi sai rồi đó, nó thay cái tâm nó bị ngang đấy. Rồi, kỹ thuật là như vậy, sau đó là các bạn phải tập thôi. Các bạn đừng cố gắng dùng lực quá mạnh nha. Không được yếu nhưng mà không quá mạnh. Các bạn rồi giật tay mạnh hết sức là bắt đầu cái tâm nó văng lung tung. Cái tay thì giật vừa tới thôi. Lúc vừa cái tay vừa mới đẩy ra hết cỡ thì là đi kèm với việc búng ngón tay ra. Đấy, cái việc đó phải kết hợp đồng thời. Đấy, nếu các bạn kết hợp đúng với nhau rồi nó sẽ găm. Đây các bạn phải tập thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ phi cho các bạn xem. Này, đặt này. Đó. Các bạn cứ tập từ từ.
từ từ nó sẽ dính này. Đó, khi mà nó văng được trở lại như vậy là đúng đó, là cái đầu tam nó găm vào được cái miếng xốp rồi đó, nhưng mà chỉ có cái là nó chưa đủ lực thôi. Đó, như vậy là bị quay ngang cái thanh tam rồi đó. Đó, bạn phi đúng là nó găm. Kéo phi đúng rồi đó nhưng mà không đủ lực đó. Đó, đến lúc các bạn mà làm quen được á thì cái này thì trông nó khá là mạnh mẽ và các bạn có thể tăng tăng độ dài của khoảng, tăng khoảng cách tăng khoảng cách khi tăng đây. Tay của các bạn bắt đầu khỏe lên là các bạn có thể xà ra đấy. Với cái này thì các bạn có thể phi vào ngón trỏ cũng được nha. Hồi nãy mình quên không nói, các bạn đặt ngón trỏ như vậy cũng được, ngón trỏ hay là ngón giữa đều được. Rồi, mình nhắc lại một lần nữa là cái phần phi thì có hai bước nha. Bước đầu tiên là cách cầm, cầm thì đây là cách của mình nhé. Đặt như này, rồi chéo cái tầm lên như này, và khi đưa thì các bạn đẩy xuống như này, ra gần hết tầm thì các bạn búng. Đó, đó là cách búng của mình. Hy vọng là các bạn sẽ thực hiện được cái cách này. Bác chào các bạn nha.